Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo dòng toàn giải Bass 16 B Center model TS601 500W maximum đã có hàng. Đây là dòng toàn giải nhập khẩu bên Trung Quốc và mới 100%. Đây là sản phẩm mới các bác nhá, mới 100%. Cái watt ở đây thì anh em quên nó đi thôi, chứ 500W thì lấy đâu ra, 50W thôi. Ở Trung Quốc thì hay nói quá. Sở hữu một cái nón giấy và gân mút. Khi anh em lên thùng thì tiếng trống đánh rất tốt, rất là ấm. Cộng với toàn giải thì sẽ đủ giải, đủ cả 3 giải luôn, giải bát, giải trung, giải tép. Mình sẽ mời anh em mình nghe một chút nhạc này. Mình sẽ bật một chút nhá để mời anh em mình nghe. Đang thoát rồi này. Đây. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh, mỗi tay nhau tàn canh. Toàn giải thì bao giờ cũng vậy, nó cho đủ cả 3 giải, và đặc biệt là giải lời rất là rõ ràng và tỏ, để anh em mình có thể nghe nhạc hoặc làm loa chung rất là hay nhá. Toàn giải này thì bên Huấn Audio đang bán ra mới một đôi là 550.000 đồng, bao ship toàn quốc. Bass 16 thì đường kính của nó sẽ là 16,5 anh em nhá, 16,5 được cái cắt ngang mặt này này. Anh em nào quan tâm thì điện thoại cho bên mình qua số máy 0904612323. Và mình xin nhắc lại giá ở đây là một đôi sẽ có giá bán là 550.000 đồng, được bên mình bao ship luôn. Anh em nào quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904612323 và chào anh em.